Xe chúng tôi đang chạy trên đất của xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, và vừa vào thăm mộ chỉ sứ xong. Đoàn về nguồn lần này do Đảng Bộ và Ban lãnh đạo trường các đảng sư phạm tổ chức cho các cựu chiến binh và cán bộ kháng chiến. Bên tay phải tôi là các bạn thấy là cái bãi đá, người ta chạy đá làm cột và làm các cái điểm mộ. Tất cả các cây